Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn đến với bản tin cập nhật giá cà phê sáng nay, ngày 8 tháng 9 năm 2021 trên kênh Phụ Nữ TV, kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video trên kênh, hãy ủng hộ cho kênh một like, đồng thời ấn nút đăng ký kênh, nhấn hình quả chuông để nhận được những thông báo về những video mới mỗi khi kênh phát hành. Chúc các bạn ngày mới mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn. Thưa các bạn, kết thúc phiên giao dịch sáng nay theo giờ Việt Nam, giá cà phê trên thế giới ở hai sàn phái sinh tiếp tục duy trì đà tăng. Trên sàn London, giá cà phê Robusta ở kỳ hạn giao tháng 11 năm 2021 tăng thêm 20 USD trên tấn, với mức tăng là 0,96%, lên mức giao dịch là 2.002 USD trên tấn. Nếu quy đổi theo tỷ giá đồng USD tại ngân hàng ACB, tương đương với mức giá là 47.600 đồng 1 kg. Ở kỳ hạn giao tháng 1 năm 2022, giá cà phê tăng thêm 28 USD trên tấn, với mức tăng là 1,37%, lên mức giao dịch là 2.069 USD trên tấn, tương đương với mức giá là 46.900 đồng 1 kg. Các mức tăng đáng kể, khối lượng giao dịch duy trì ở mức trung bình. Tương tự đối với giá cà phê Arabica trên sàn New York, ở kỳ hạn giao tháng 12 năm 2021, tăng 0,95 cent trên pound, với mức giao dịch là 193,95 cent trên pound. Kỳ hạn giao tháng 3 năm 2022, giá cà phê cũng tăng thêm 0,95 cent, với mức giao dịch là 196,65 cent trên pound. Các mức tăng nhẹ, khối lượng giao dịch duy trì khá cao trên mức trung bình. Thưa quý vị và các bạn, giá cà phê trong phiên vừa qua tăng vừa phải, trong đó giá cà phê Robusta leo lên mức cao nhất trong vòng 4 năm. Giá cà phê Arabica thì nhận được sự hỗ trợ do nguồn cung cà phê giảm từ Colombia, nhà sản xuất cà phê lớn thứ hai thế giới, sau khi Liên đoàn Người trồng cà phê Colombia báo cáo sản lượng cà phê tại nước này trong tháng 8 đã giảm đi 16%, còn 915.000 bao. Cà phê Robusta tăng lên mức cao nhất trong vòng 4 năm do lo ngại về nguồn cung từ Việt Nam, nhà sản xuất cà phê Robusta lớn nhất thế giới. Việc thiếu container vận chuyển cà phê từ Việt Nam sẽ cản trở xuất khẩu trong tương lai gần và gây tăng giá. Về tình hình giá cà phê trong nước sáng nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, theo ghi nhận, giá cà phê tăng thêm từ 300 tới 400 đồng trên 1 kg. Mức giá được thu mua từ 39.900 tới 41.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Lâm Hà, thành phố Bảo Lộc thu mua ở mức 40.000 đồng 1 kg. Khu vực huyện Di Linh, giá cà phê là 39.900 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đắk Lắk, giá cà phê được thu mua ở mức từ 40.700 tới 40.900 đồng 1 kg. Khu vực huyện Cư Mờ Ga, mức giá là 40.900 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Ea Hờ Leo và thị xã Buôn Hồ, giá cà phê là 40.700 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Pleiku và huyện Ea Krai, mức giá là 40.500 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Chư Prong, giá cà phê là 40.400 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông, khu vực thành phố Gia Nghĩa, sáng nay được thu mua quanh mức 40.600 đồng 1 kg. Và tại khu vực huyện Đắk Đờ Lấp, mức giá là 40.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Kon Tum, khu vực ở huyện Đắk Hà, sáng nay thu mua ở mức là 40.400 đồng 1 kg. Giá cà phê ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai, mức giá là 40.600 đồng 1 kg. Và tại tỉnh Bình Dương, giá cà phê được thu mua ở mức là 41.000 đồng 1 kg. Thưa các bạn, đối với giá cà phê loại 1 giao tới cảng thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay ghi nhận ở mức là 41.200 đồng 1 kg. Các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật cụ thể về giá cà phê sáng nay ngày 8 tháng 9. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.